Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt màn hình chuông cửa ha. Thì đây mọi người vào phần display này, ở trong này có cái mục volume. Cái mục này có nghĩa là điều chỉnh âm lượng đàm thoại khi có người bấm chuông bên ngoài. Thì mà để muốn tăng cái âm lượng đàm thoại lên ấy, thì mọi người kéo cái thanh này lên. Đây, mọi người ấn vào, mọi người kéo qua, điều chỉnh tới cái mức mà mình mong muốn. Còn cái mục camera này là cài đặt camera, cài đặt chuông cửa. Để thêm thì bấm vào thêm. Còn này là mục nhạc chuông. Rồi, ở cái mục đầu tiên này á, là âm lượng máy phát ra khi mà thông báo có người bấm chuông bên ngoài. Mọi người kéo cái thanh này để điều chỉnh. Đó. Muốn giảm, mọi người kéo giảm xuống. Rồi, còn này là độ dài của nhạc chuông phát ra. Ở đây thì tối đa sẽ là 30 giây. Còn này là bài nhạc chuông. Ở đây thì sẽ có tối đa là 5 bài cho mọi người lựa chọn ha. Mọi người có thể bấm vào play để nghe thử. Đó. Nếu mà muốn chọn thì mọi người bấm OK. Cái này là cài đặt thời gian ha. Cái này, này nếu mọi người bấm auto thì nó sẽ tự động cập nhật thời gian, còn mà muốn điều chỉnh thì mọi người cũng tắt đi, sao mọi người vào điều chỉnh cho nó đúng. Rồi. Đây là phần display. Cái phần này là đây là ánh sáng màn hình này. Đó, muốn điều chỉnh cho nó sáng lên thì mọi người kéo cho nó qua. Đó. Còn đây là thời gian mà màn hình nó sẽ tự động tắt khi mà không có người sử dụng. Rồi, để kết nối wifi ấy, thì mọi người vào cái phần wifi. Xong và chọn cái mục app network. Rồi mọi người đợi một lúc để cho nó dò tìm wifi ha. Rồi mọi người chọn cái wifi nhà bạn. Wifi đúng không? Rồi sau đó mọi người sẽ nhập cái password vào. Để viết hoa thì bấm cấp lốc vào ha. Cầm, tâm mời tắt ship đi. Đúng OK, em ơi. Xét như này đã kết nối thành công không? Muốn thay đổi sang địa chỉ mới rồi bấm luôn, xong rồi chọn địa chỉ wifi khác, các bạn chọn mật khẩu lúc nãy rồi này. Còn muốn xóa địa chỉ wifi thì bấm vào forget password, nó sẽ bấm OK để xóa. Rồi có này là chọn ngôn ngữ không? Nó có rất nhiều ngôn ngữ cho bạn mình lựa chọn. Nếu mà mọi người muốn reset lại toàn bộ thì mọi người sẽ chọn cái mục reset. Đó, sau bấm OK thì nó sẽ reset về chế độ nhà máy ban đầu. Rồi, ở trên màn hình của chung cửa nó sẽ có một cái mục này là cái mục tắt tiếng. Nếu mà mọi người tắt đi ấy, thì nó sẽ có tiếng, khi mà mọi người chạm lên màn hình nó sẽ có tiếng. Còn mà nếu mọi người muốn tắt đi mọi người bật lên. Sau đó sẽ im lặng. Còn một bên này là mã QR để kết nối với app Tuya. Khi muốn kết nối app Tuya thì mọi người tải cái app Tuya về, sau đó bật cái quét QR lên và quét cái mã này thì nó sẽ kết nối.